tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái cảm nhận và cũng như là chút hiểu biết của tôi về cái xuất xứ của hoàn cảnh sáng tác của cái tác phẩm rất nổi tiếng viết cho đàn guitar của nhạc sĩ vĩ đại người Tây Ban Nha Francisco Tárrega. Đó là bản nhạc Recuerdos de la Alhambra, có nghĩa là tưởng nhớ thành Alhambra. Các bạn biết rằng là Francisco Tárrega là một nhạc sĩ cuối thế kỷ 19 và ông đã dành cả cuộc đời của mình để viết và quảng bá những cái bản nhạc cũng như là những cái chương trình cho đàn guitar cổ điển. Francisco Tárrega thì đầu tiên là ông chơi cả piano và có một lần thì ông biểu diễn một cái chương trình gồm cả piano và guitar chia làm hai phần, một phần là piano, một phần là guitar, chia nửa ra đấy. Và lúc đó thì sau đó thì ông mới hỏi hỏi khán giả là thích nghe ông chơi cái phần nào hơn, thì khán giả hầu hết là ủng hộ ông chơi guitar và từ đó là ông quyết định là chuyển hẳn sang tập trung toàn bộ sức lực của mình để viết cho đàn guitar. Ông đã viết đa phần là những tiểu phẩm, tính tất cả ra là khoảng hơn 100 bài và đều là những cái bài mà đến tận bây giờ vẫn rất là phổ biến, rất nhiều những guitarist chọn để biểu diễn cũng như là những người đam mê đàn guitar tập, ví dụ như là Lagrima hay là Adelita hay là Capriccio Arab vân vân. Thì Francisco Tárrega có một cái đặc điểm là ông chơi của mình, ông chơi mà không có khán giả thì bao giờ cũng là hay nhất. Và các cái đệ tử của ông thì hay hay nghe nghe lén thầy mình chơi đàn. Thì có một lần Lobe mới đến nhà nhà của Tárrega chơi và ông nghe thì thầy mình chơi cái bản nhạc một cái bản nhạc mà nó rất là réo rắt. Có cái giai điệu mà nó sử dụng cái kỹ thuật tremolo liên tục. Và sau đó thì ông mới hỏi thầy của mình đây là bản nhạc gì, thì Tárrega mới kể là đây là một cái khúc etude thôi, một cái khúc etude luyện ngón và ông viết trong cái hoàn cảnh là ông đến thăm cái tòa thành cổ Alhambra. Thì nghĩ về cái quá khứ huy hoàng của Alhambra, hiện lên và sau đó thì ông đã viết lên cái bản nhạc này và đặt tên nó là Yêu Tiếp vì ông sử dụng hoàn toàn cái thủ khúc và thủ pháp tremolo trong bài. Thì Miguel Lope mới gợi ý là Tárrega nên đặt tên thành một cái tác phẩm hoàn chỉnh thay vì là một etude luyện ngón, thì Tárrega mới quyết định đặt tên cho bản nhạc là Recuerdos de la Alhambra, tức là hoài niệm hoặc là tưởng nhớ thành A và ra. Thì cái giai điệu của bản nhạc rất là khắc khoải với cái tiết tấu viết ở nhịp 3-4, nó rất là có cái gì đấy nó dập dìu và khắc khoải. Cái giai điệu của đoạn của cái bài bài cao để sử dụng kỹ thuật tập đôi lô PAVAMI liên tục trải dài trong tác phẩm. Các bạn cứ hình dung là cái bản chơi guitar, nhắc đến guitar thì thường mà một cái đặc sản, một cái bản nhạc mà nó mang một tính đặc thù mà có thể nói là thách thức các nhạc cụ khác có thể chơi hay được như guitar thì chính là cái bản nhạc Alhambra này. Vì chỉ có guitar mới có cái tiếng tremolo mà nó huyền ảo mà nó rất là đời như thế. Đấy là theo cái quan niệm, cái suy nghĩ cá nhân của tôi thôi. Và có thể nói là
Tưởng Nhớ Thành An Bra chính là một trong những cái bản nhạc mà nó đặc sắc nhất của đàn guitar, mặc dù nó rất là giai điệu rất là gần gũi, rất là dễ nghe, và một cái bản giai điệu mà có thể nói là bất tử cùng với tháng năm. Thì bây giờ tôi với cái tiếng đàn vụng về của tôi thì tôi sẽ chia tặng cho các bạn, và thông qua cái clip này thì hy vọng là sẽ có thêm những cái bạn mà yêu thích cái đàn guitar cổ điển hơn, và xin chúc các bạn sẽ tập luyện chăm chỉ hơn, sẽ nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục đi trên cái con đường cũng như là những cái chia sẻ cùng nhau về những cái bản nhạc cho viết cho đàn guitar cổ điển.